chiếc máy này có thể băm rất là nhiều nguyên liệu như cành cây hoặc có thể dùng làm thái lát thuốc bắc. Và đây là thành phẩm khi chúng ta băm cành cây lớn. Máy có thể thái lát ra. Tiếp theo chúng ta sẽ băm cành cây lớn ở phía trước. Và bây giờ là thành phẩm của chúng ta. Nếu các bạn quan tâm đến sản phẩm này, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại bên dưới video.